Sáng hôm qua 30 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành phần lớn thời gian buổi tập để thi đấu đối kháng. Được biết, đây là cách mà ông thầy người Hàn Quốc muốn các cầu thủ giữ nhịp thi đấu, cũng như phát hiện những điểm yếu cần cải thiện trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với U23 Myanmar. Trong quá trình chia đôi lực lượng thi đấu đối kháng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn chuyển vị trí thi đấu giữa hai bên để quan sát, đánh giá phục vụ cho kế hoạch xây dựng đối ứng ý nhất ở trận quyết đấu cho một tấm vé đi tiếp tại bảng Y. Cũng trong chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện đã trực tiếp ra sân Dolen Omuzakov để quan sát trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các cầu thủ vừa nghỉ ngơi hồi phục tại khách sạn, vừa theo dõi trận đấu này qua đường link nội bộ do ban tổ chức cung cấp. Sáng nay 31 tháng 10, toàn đội sẽ cùng nhau phân tích đối thủ trên cơ sở dữ liệu thu thập được và băng ghi hình trận đấu.